Nhà thờ Đức Bà Paris đang được phục hồi tốt. Hôm thứ Tư 16 tháng 6, trong thánh lễ kỷ niệm cung hiến nhà thờ Đức Bà Paris, Đức Tổng giám mục Michel Opetit của Tổng giáo phận Paris bày tỏ niềm vui vì nhà thờ đang được phục hồi tốt, hy vọng ngôi thánh đường sẽ đẹp hơn bao giờ hết. Ngài cũng mời gọi các tín hữu tin tưởng vào giáo hội Chúa, mặc dù còn những yếu đuối. Đây là thánh lễ đầu tiên được Đức Tổng giám mục Opetit chủ sự sau vụ hỏa hoạn. Việc cử hành có ý nghĩa vì đây là ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ. Đức Tổng giám mục nói, chúng ta vui vì giờ đây nhà thờ của chúng ta đã được củng cố. Hiện chúng ta đang bước vào giai đoạn trùng tu. Nhà thờ sẽ đẹp hơn bao giờ hết và điều này mang lại cho chúng ta niềm vui và hy vọng trong tâm hồn. Đức Tổng giám mục khẳng định, như nhà thờ Đức Bà bị thiêu rụi và được phục hồi, giáo hội Chúa cũng vậy. Một số người tin rằng giáo hội đang đổ nát và ở bên bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, Chúa Kitô đã khẳng định cửa địa ngục sẽ không thắng được giáo hội. Chúng ta tin vào điều đó. Như nhà thờ chính tòa của chúng ta, giáo hội Chúa Kitô sẽ luôn đứng vững. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà tài trợ và các kỹ thuật viên, những người đang khôi phục nhà thờ, Đức Tổng giám mục nhắc lại, kiến trúc sư chính là Chúa Cha, mẫu gương là Chúa Kitô, đạo diễn là Chúa Thánh Thần. Điều sẽ gắn kết chúng ta lại với nhau, sẽ chỉnh đốn chúng ta và sẽ hiệp nhất chúng ta để xây dựng một giáo hội tốt đẹp hơn. Thánh lễ được cử hành 2 ngày sau lời kêu gọi lòng quảng đại mới từ Tổng giáo phận Paris ngày 14 tháng 6. Nếu việc trùng tu là công việc của chính phủ, thì việc tu bổ nội thất hoàn toàn do giáo hội chịu trách nhiệm. Và đây là một chương trình nhằm mục đích trước hết là khôi phục nơi thờ phượng, chức năng chính của nhà thờ và để phục vụ cho nhu cầu viếng thăm của 6 triệu tín hữu, khách hành hương và khách du lịch mỗi năm. Để làm được điều này, từ nay đến 15 tháng 6 năm 2024, cần có từ 5 đến 6 triệu euro để thực hiện hai dự án sẽ được trình bày cho các nhà tài trợ Pháp và nước ngoài. Hai dự án đầu tiên được trình bày trong thời gian ngắn cho các nhà tài trợ sẽ là phục hồi hộp đựng tượng Vương Miện Mão Gai bị hư hại trong quá trình giải cứu thánh tích và thực hiện một nhà tạm mới. Các dự án trong tương lai sẽ bao gồm chỗ ngồi mới cho dàn hợp xướng và cộng đoàn, ánh sáng, hệ thống âm thanh và phòng âm nhạc. Một phần mở rộng của phong cầm cũng được thực hiện. Dự án khánh thành bàn thờ sẽ được công bố vào năm 2024.